Dấn đá pháp môn quán âm Dấn Đã được giác ngộ Đã được thấy người thật của chúng ta Tại sao còn phải tịnh tọa hai tiếng rưỡi Người thật của chúng ta đã được tịnh rồi Tại sao vẫn cần phải tịnh tọa Sư phụ Bởi vì đầu óc của chúng ta mỗi ngày đều quên mất Cho nên cần phải mỗi ngày đánh thức nó Lại nữa Mỗi ngày chúng ta đều tạo ra những nghiệp chướng mới cần phải tu hành mới rửa sạch được ví dụ thân thể của chúng ta vốn rất sạch sẽ nhưng mỗi ngày chúng ta sống với những hoàn cảnh vật chất cho nên mỗi ngày cần phải tắm rửa thân thể đã như vậy huống chi bên trong chúng ta vì chúng ta vẫn còn ở tại thế giới ta bà không phải ở tây phương cực lạc cho nên mỗi ngày cần phải rửa nghiệp chướng bên trong cũng giống như mỗi ngày chúng ta rửa sạch những bụi bặm ở bên ngoài vậy nhưng cũng có người cho dù ở tây phương cực lạc cũng cần phải tiếp tục tu hành cho đến khi thành phật vấn cảnh giới của trang tự đạo gia là nhất thiết vô ngại cảnh giới này có điểm gì khác với khai ngộ của phật giáo sư phụ tự tại vô ngại là cảnh giới cao nhất nhưng không phải chỉ dùng miệng nói thì biết được cần phải đắc đạo mới hiểu rõ Khai ngộ khác với nhất thiết vô ngại. Khai ngộ chỉ là chuyện nhỏ, đạt được đẳng cấp cao nhất mới là cứu cánh. Đúng. Phật giáo truyền bá đến nhiều quốc gia khác nhau, nhưng dường như Phật Pháp của các quốc gia này so với giáo lý và phương thức thành Phật của Sư Phụ có dạy có vẻ khác nhau. Như vậy cuối cùng có thể thành Phật không? Sư Phụ Sư Phụ đã giảng qua rồi. Tất cả chỉ do sự hiểu lầm. Một người niệm a di đà Phật, một người niệm Kinh Pháp Hoa, một người niệm Kinh Niết Bàn, một người tu niệm Kinh Kim Cang, nhân dân. Mỗi người đều tu pháp môn của chính mình. Nhưng bởi vì không có minh sư, không có một pháp môn chính xác, mọi người đón bậy rồi tu bậy. Nhưng cũng chẳng hề gì, tất cả đều tự tại. Muốn tu gì thì tu, còn có thành Phật hay không lại là một việc rất đáng hoài nghi. Bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni không có tu như vậy. Ngài nói Ngài tu Pháp Môn Quán Âm, về điểm này chúng ta cần phải hiểu rõ ràng. Dấn. Sự khác biệt của Phật Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Tiểu Thừa ở chỗ nào? Sư phụ, ý nghĩa của Phật Giáo Đại Thừa là khi thật sự đạt được nội tâm, đến lúc đó gọi là Đại Thừa có được lực lượng rất lớn có thể giúp đỡ được vô số chúng sinh cùng giải thoát tiểu thừa là đọc thể nghiệm đọc kinh lại phật niệm những thể nghiệm của các vị thánh nhân quá khứ hoặc hiện tại mà tự mình không có đạt được khi nói đến kinh điển thường thường là chỉ những thể nghiệm mà các vị thánh nhân quá khứ viết ra vừa rồi sư phụ có nói đến cảnh giới của thế giới tây phương cực lạc trên kinh điển có ghi chép rõ ràng Quý vị đọc kinh quán vô lượng thọ thì biết Những gì sư phụ nói đều là thật cả Cảnh giới đó là thể nghiệm tu hành của một người viết ra Sư phụ cũng có khá nhiều đệ tử tu pháp môn quán âm Cũng có những thể nghiệm tương tự Thậm chí có lúc so với những cảnh giới ghi trên kinh điển ấy Còn đẹp hơn và sống động hơn Bởi vì dùng ngôn ngữ của ngày nay viết ra rõ ràng hơn Có người đến Tây Phương nhìn thấy cảnh giới khác không phải chỉ những cảnh giới ghi trên kinh điển mà thôi, còn có người đi cảnh giới đông phương nữa. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Thế giới tây phương cực lạc chỉ là một cảnh giới nhỏ, được kể là một bộ phận nhỏ trong vũ trụ. Còn có rất nhiều cảnh giới đẹp hơn ở đó. Quý vị nào chưa có đi qua, nếu muốn đi cần phải tu pháp môn quán âm. Vấn: những người ăn chay tại sao lại không thể ăn trứng? Sư phụ, bởi vì trứng cũng từ động vật mà ra, vả lại bên trong của trứng vốn đã có sinh mạng. Cho dù trứng không có thụ tinh, cũng có mầm sống. Nếu không làm sao trứng nở ra con? Bởi vì bên trong đều có chứa một nửa âm, một nửa dương hợp lại, mới có thể trở thành sinh mạng. Cho dù trứng không có thụ tinh, ăn rồi cũng kể là sát sanh. Còn nữa, trứng chuyên môn hút khí âm, không hút dương khí, cho nên các vị thầy phù thủy dùng trứng hút ma hút quỷ đến. Nếu chúng ta ăn trứng, cũng sẽ hút âm khí vào thân thể của mình. Sự tu hành do đó sẽ có chứng ngại, cho nên không được ăn trứng. Dẫn, chúng ta lại Phật, tuy không phải là lại Phật tự tánh, nhưng cũng cần phải phát huy tinh thần từ bi vĩ đại của Phật Đà, để cho Phật tánh của chúng ta hiện hữu ra tại sao ngài dạy người ta không nên lại phật sư phụ sư phụ không có bảo quý vị đừng lại phật nhưng sư phụ nói lại phật không thể thành phật cần phải biết trước phật là ai sau đó mới lại cần phải lại phật chân chánh vừa rồi sư phụ giảng rất rõ ràng tại sao bây giờ còn hỏi như vậy dường như vừa rồi quý vị ngủ gục phải gì không đệ tử của sư phụ viết thư phản đối việc hội Phật giáo đốt sách. Chuyện đã xảy ra rồi, cần phải chấm dứt, không nên để đệ tử làm những chuyện vô nghĩa ấy. Sư phụ, điều này quý vị phải đi hỏi hội Phật giáo tại sao lại đốt sách, không nên hỏi chúng tôi. Hỏi những người gây chiến tại sao làm như vậy. Những người gây ra nhân mới là quan trọng, chứ không phải kết quả là quan trọng. Tuy những người kháng nghị là đệ tử của sư phụ, nhưng họ không phải là sư phụ nhìn thấy người ta đốt sách của sư phụ mình đương nhiên họ có phản ứng đây là chuyện tự nhiên không nên trách cứ họ nếu trách thì phải trách cứ kẻ gây ra chuyện ví dụ quý vị cầm một con dao chém một vết trên thân thể người khác sau đó kẻ bị chém ấy la lên nói tại sao ngươi lại chém ta không lẽ quý vị vì vậy mà trách cứ người kêu la này sao cần phải trách cứ kẻ cầm dao chém người mới đúng. Phải vậy không? Như vậy mới hợp lý. Tại sao mọi người đều trách người kháng nghị mà không trách kẻ cầm dao kia? Lúc chuyện đốt sách xảy ra, sư phụ khuyên đệ tử của sư phụ đừng có làm gì ồn ào. Nhưng sư phụ cũng cần phải có thời giờ. Lúc đó sư phụ không có mặt. Chúng nó nhận tin tức sớm hơn sư phụ nên tự ý đi phản đối rồi mới báo cáo lên sư phụ. sư phụ muốn cản cũng không kịp. về chuyện này chúng tôi không để ý đến nữa. người của hội phật giáo cũng nên bỏ qua. chúng tôi đã tha thứ chuyện đốt sách vốn là lỗi của họ. họ phải nhận thức được lỗi lầm của mình, không nên từ sáng đến tối đi công kích những nạn nhân vô thế lực như chúng tôi. kẻ gây chiến đầu tiên là hội phật giáo, chúng tôi chỉ là nạn nhân. lẽ ra sư phụ không nói. Nhưng lần nào cũng có người hỏi cái chuyện này. Càng nói càng làm người ta phát ngấy. Đây không phải là cách đàm luận của kẻ đại trường phu. Sư phụ không thể tưởng tượng rằng ở thế kỷ 20 này lại còn có một hành động giả man như đốt sách vậy. Sư phụ không muốn nói những chuyện vô vị ấy nữa. Chúng ta mong rằng về sau mọi người không nên hỏi những chuyện này nữa. Sư phụ phải giảm sự tôn kính của mình xuống mới có thể nói được Nghe hiểu không? Chấn Thường nghe nói có người thấy được Phật Bồ Tát Xin hỏi có phải họ thật sự nhìn thấy Phật Bồ Tát không? Sư phụ, có người trước đây đã tu hành qua Nên bây giờ tự nhiên họ nhìn thấy được cảnh giới Nhưng nếu không có minh sư tiếp tục chỉ dạy Thì họ sẽ dừng lại ở nơi đó Hoặc là lúc nhìn thấy cảnh giới ấy Chính họ cũng không biết là thật hay giả sư phụ có phương pháp để giúp quý vị phân biệt thật giả tuy nhiên quý vị không có sư phụ chỉ đạo tốt nhất không nên chấp vào cảnh giới ấy phương pháp thứ nhất là khi nhìn thấy phật bồ tát như không nhìn thấy vậy phương pháp thứ hai là khi nhìn thấy phật bồ tát thì chúng ta coi thân ngài có ánh sáng không coi mắt ngài có tỏa ra ánh sáng từ bi bác ái không ngài đối xử với chúng ta có từ bi không Ngài muốn bảo vệ chỉ dạy chúng ta và không có ý hãm hại chúng ta. Còn nữa, lúc nhìn thấy Phật Bồ Tát có cảm thấy dễ chịu không? Nếu lúc tỉnh dậy cảm thấy dễ chịu, đó là thật, họ không hãm hại chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát, không những không có ánh sáng mà ánh mắt lại rất không ác, lại làm cho cơ thể của chúng ta khó chịu, đó là ảo tưởng. Đây là một việc dễ dàng phán đoán phải không? dẫn pháp môn quán âm là gì có thể giải thích một cách đơn giản không sư phụ pháp môn quán âm là một phương pháp làm cho chúng ta câu thông được với lực lượng vạn năng của mình biến thành đồng một thể chúng ta sẽ tìm thấy chủ nhân của chính mình tìm thấy thượng đế hoặc phật tánh hay lực lượng của tạo hóa dấn chúng ta khuyên chúng sanh không nên sát sanh và phải ăn chay nhưng mũi ruồi gián vân vân những động vật làm hại cho sức khỏe của chúng ta phải làm sao sư phụ hiện nay gia đình nào cũng có cửa lưới ngăn chặn mũi nếu như trong nhà và chung quanh dọn dẹp sạch sẽ có vệ sinh rùi mũi dáng sẽ không có nhiều như vậy chúng ta biết rùi mũi dáng đều là từ những môi trường thiếu vệ sinh mà ra nếu như chúng ta giữ gìn bên trong và bên ngoài sạch sẽ thì sẽ không phải sát sanh nhiều. Vạn nhất không thể tránh được, vì muốn bảo vệ thân người cũng cần phải cố gắng xem xét từng trường hợp. Tốt nhất là tránh sát sanh. Bất cứ chúng sinh nào cũng đều giống như chúng ta, lực lượng bên trong của chúng giống y như lực lượng bên trong của chúng ta, hoàn toàn như nhau, không có gì khác biệt. Cho nên sát sanh, tức là giết hại một bộ phận của chính chúng ta, cần phải hiểu dạng vật đồng nhất thể. Nếu chúng ta phá hoại bất cứ thứ gì, có nghĩa là chúng ta phá hoại cái đồng một thể. Cái đồng một thể đó chính là bên trong của chúng ta. Đúng. Từ trên mặt chữ mà đọc, thì Bồ Tát thấp hơn Phật. Nhưng tôi nghĩ rằng Bồ Tát cũng có thể thành Phật. Như vậy có đúng không? Sư phụ, đúng. Có lúc Phật biến thành Bồ Tát. Phật là gì? Phật là một vị minh sư tại thế quý vị có thể cho rằng ngài đã cùng vũ trụ đồng một thể ngài có thể đi niết bàn đồng một thể với thượng đế đó cũng là phật nhưng khi ngài ở tại địa vị tối cao này không thể giúp đỡ chúng sanh nên ngài xuống một cấp thành thánh nhân thánh nhân bồ tát có nhục thể như vậy mới hiểu rõ sự đau khổ của chúng sanh mới có thể câu thông và nói chuyện với họ sau đó mới cứu họ về nhà đó cũng là phật quán thế âm bồ tát địa tạng vương bồ tát đều là phật chúng ta đọc kinh điển đều rõ các ngài đều là hóa thân của cổ phật cho nên chúng ta đừng có để ý đến định nghĩa của phật và bồ tát phật và bồ tát đều như nhau nhưng vì công việc khác nhau cho nên có danh xưng khác nhau nhấn những người trì thập trai có thể thọ tâm ấn không sư phụ không cần phải giữ trường trai chấn ăn rau xào chung trong thịt có phạm giới không sư phụ ăn rau xào chung trong thịt không được đừng có mượn cớ ăn chay thì ăn chay còn ăn rau trong thịt để làm gì giả sử quý vị muốn đến thế giới tây phương cực lạc của a di đà phật mà quý vị ăn rau trong thịt thức ăn này không phải là thịt cũng không phải là chay cho nên quý vị không thể sống tại tây phương cũng không thể sống tại thế giới ta bà. Lúc đó quý vị treo ở giữa giống như quần áo vậy. Lên xuống không được. Dấn Thân thể suy nhược muốn ăn táo đen ngâm trong rượu có được không? Sư phụ Ăn táo đen là đủ rồi. Không nên ăn táo đen đã ngâm trong rượu. Ngâm rượu vô ích. Dấn Tôi đã từng tu qua nhất quán đạo và cũng đã phát lời nguyện như vậy có thể tu pháp môn quán âm không sư phụ tại sao lại không tu pháp môn quán âm chỉ cần mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi và ăn chay trường là được rồi quý vị vẫn tiếp tục sống chung với nhất quán đạo không nhất định phải theo sư phụ chỉ cần cố gắng làm tròn trách nhiệm của quý vị là mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi như vậy không có gì xung đột với nhất quán đạo ngược lại có thể trong lúc ngồi thiền sớm gặp được tế công hoặc Phật. Sư phụ không bảo quý vị sau khi được truyền tâm ấn phải rời bỏ đoàn thể của nhất quán đạo, cũng không bảo quý vị phỉ bán hay phản đối họ chuyện gì. Cần phải mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi, trì ngũ giới cho rõ ràng là đủ rồi. Không nhất định phải đến gặp sư phụ mỗi ngày, cũng không cần phải cúng dường hay cung phụng sư phụ có thể tiếp tục cúng dường đoàn thể tôn giáo của quý vị tham gia hoạt động của họ chẳng hề gì phương pháp thành phật nhanh chóng là để quý vị càng được vui vẻ rất có thể quý vị còn gặp được phật bồ tát sớm hơn những người trong đoàn thể nhất quán đạo nếu nhất quán đạo biết quý vị vui sướng như vậy chắc họ không phản đối giáo lý của sư phụ dạy người ta làm chuyện đạo đức Dạy quý vị ăn chay, giữ ngũ giới, không trộm cướp, không uống rượu, không tà dâm, không sát sanh, không vọng ngữ. Sư phụ có dạy điều gì phản lại nhất quán đạo không? Mọi người đáp không có. Như vậy là chúng ta là những người bạn tốt với nhau, bạn giúp đỡ bạn là phải rồi. Quý vị không nên lo sợ chuyện phát nguyện, hiểu không? Nhất quán đạo muốn người ta phát nguyện tu hành đời đời kiếp kiếp, không rời xa đạo, phải không? sư phụ cũng dạy quý vị không rời xa đạo cũng như nhau cả không nên quá chấp hiểu không nếu như sư phụ không dạy ngược lại với họ mà cùng một đạo lý thì tại sao lại sợ quý vị tu pháp môn quán âm chỉ là bổ túc thêm mà thôi mọi người nhiệt liệt vỗ tay cảm ơn tấm lòng quý mến của quý vị cảm ơn mọi người đã ủng hộ Master Thanh Hải Vô Thường Sư khai thị vào ngày 29 tháng 5 năm 1988 tại Đại Trung Phong Mô Sa.